Nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ càng A gầm trước cho dòng xe Mercedes phiên bản Mercedes GLC. Bộ càng A gầm trước được công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn OEM của hãng Lamfonder. Chất lượng của Lamfonder là chất lượng tương đương với chất lượng chính hãng. Đây là chất cao su. Lamfonder là một thương hiệu thuộc tập đoàn ZF. Tập đoàn ZF là một tập đoàn chuyên sản xuất và phụ tùng thân gầm cho tất cả các dòng xe Đức và châu Âu. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.